Mở đầu bản tin thời tiết và môi trường hôm nay 18 tháng 7 năm 2023 là những thông tin cuối cùng về cơn bão số 1, bão Talim. Thưa quý vị, sau khi tâm bão đổ bộ vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ chiều nay 18 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Trung với cường độ mạnh cấp 6 và cấp 8. Trong tối, đêm nay và rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực vùng núi phía Bắc nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ sáng mai 19 tháng 7, tâm vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ với cường độ dưới cấp 6. Chuyển sang thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay khu vực tỉnh trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 18 tháng 7 và ngày mai 19 tháng 7. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ 24 đến 26 độ, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ 25 đến 27 độ. Ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Huyện Côn Đảo nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió tây nam cấp 5, cấp 6, độ ẩm 82 đến 87%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 7 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 338 cm vào lúc 4 giờ 30 phút và nước ròng, mức thấp nhất 55 cm lúc 20 giờ 30 phút. Thưa quý vị, kết quả quan trắc về bụi khói khí thải ở tất cả các huyện thị thành phố trong tỉnh ngày 18 tháng 7 năm 2023 đều đạt chỉ số tốt với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 18 tháng 7 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 29, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 25. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 30.